Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình em đây phiên thứ 8 trên sàn MSC các bạn. Mình sẽ nhận được token HCT này của sàn Hungrian Swap. Trước kia mình đã làm airdrop đó các bạn, và phiên bản testnet. Thì để đủ điều kiện của dự án này là cũng hơi chua ăn nha các bạn. Thì điều kiện nó như sau nè các bạn. Dòng giao dịch thì tất cả các bạn phải có cái lượng giao dịch tất cả các cặp như là con MX, BTC, ETH hoặc là TRX, XRP này họ các kiểu các bạn. Thì nó dự án này nó có 2.400 vé cho tất cả các bạn. Mỗi vé chúng sẽ nhận được 800 token HCT này các bạn. Bạn nào mà chúng được 800 token HCT là khẩm các bạn. Thì để đủ điều kiện đó thì các bạn cần phải có giao dịch là ít nhất là từ 10.000 đô đến 30.000 đô thì các bạn sẽ nhận được một vé. Còn các bạn giao dịch từ 30.000 đô đến 50.000 đô thì nhận được 3 vé. Dài xuống nha các bạn. Giờ dòng thứ hai thì các bạn có thể hold 10.000 token MX cho đến 50.000 MX thì các bạn nhận một vé. Thì cái dòng này thì một token MX này còn một đô mấy. Dòng này bỏ nha các bạn. Thì mình chủ yếu mình làm giao dịch này mình tham gia nhiệm vụ thứ nhất thôi nha các bạn. Thì để tham gia giá này các bạn cần có một cái tài khoản trên sàn MSC nha các bạn. Sau đó các bạn đăng ký và hoàn thành KYC nha các bạn, xác minh danh tính. Bạn phải xác minh nha bạn. Sau đó thì các bạn thằng bạn chạy chút sao bóp không ăn đó. Sau đó các bạn bấm vào một em đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào trading now nè các bạn. Thì thời gian còn lại là còn khoảng 1 giờ, 1 ngày và 9 giờ cho các bạn chơi nha các bạn. Thì tổng số lượng giao dịch của các bạn giao dịch thì sẽ nó vậy. Vì đây các bạn, mình đã chơi mới 2-3 lệnh mà được 1.266 đô các bạn. Nếu mình đăng cái video lên còn có khoảng 1 ngày mấy cho các bạn chơi các bạn. Thì để chơi được thì các bạn bấm vào một tài sản này các bạn. Các bạn nạp USDT hoặc là TRX hay là một con token nào các bạn có, các bạn nạp lên sàn MD, MC các bạn. Sau đó các bạn bấm qua một giao dịch này các bạn. Các bạn giao dịch nha các bạn. Các bạn giao dịch tất cả các cặp mà dưới đây nè các bạn, tất cả các cặp giao dịch nè. Thì mình giao dịch con MXC qua DT các bạn, thì các bạn giao dịch bấm buy và sell thôi các bạn. Mình mua, mình bán, chầm, mình bán ra, xác nhận giao dịch. Ủa mới mua chứ. Bài gì ta? Rồi các bạn xác nhận mua nha bạn. Sau khi các bạn mua xong rồi các bạn bán ra nha bạn. Các bạn mua rồi bán. Thì cái số lượng mua và bán các bạn thì nó cộng qua cái sàn qua cái em đây nè các bạn. Em đây phiên bản thứ 8 nè. Rồi các bạn bấm vào đây các bạn kiểm tra nha các bạn. Sau khi các bạn sẽ đủ được 10.000 USDT thì các bạn nó có hiện ra chỗ này là cái mục nhận một vé, các bạn bấm vào một nhận nha các bạn. Thì thời gian chơi còn có một ngày cho các bạn đó. Thì tới ngày 27 thì nó sẽ kết quả sổ số cho các bạn nào may mắn nhận thưởng các bạn. Thời gian nhận thưởng thì vào ngày 28 tháng 9 thì nó trả thẳng về sàn MSC cho các bạn nha các bạn. Rồi thì mọi thắc mắc gì không hiểu thì các bạn có thể comment dưới video, mình sẽ lại hỗ trợ cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.